Tối 16 tháng 3, ban tổ chức đêm nhạc Gala My Soul 1981 của Mỹ Tâm chính thức thông báo toàn bộ vé offline cho hai đêm 26 tháng 3 và 27 tháng 3 tại Đà Lạt đã được bán hết chỉ trong vòng chưa đầy 1 phút cho mỗi đêm. Trước đó một ngày, ngay khi công bố link bán vé cho đêm nhạc số 1, hệ thống đặt vé đã bị quá tải vì số lượng truy cập cùng lúc quá đông, khiến ekip không thể mở bán vé. Ban tổ chức đã giải quyết bằng cách linh động thay đổi link đặt vé khác. Và ngay sau đó, toàn bộ vé đêm 1 đã được bán hết chỉ trong vòng chưa đầy 1 phút. Hàng ngàn khán giả dù đã rất nhanh tay để đặt vé ngay trong 1 phút đầu tiên sau khi mở bán nhưng vẫn không thể thành công. Trước quá nhiều lời yêu cầu của khán giả đã đặt vé trước đó nhưng không thành công, Mỹ Tâm và MTE đã quyết định làm một điều chưa bao giờ có tiền lệ để đáp lại tình cảm yêu mến nồng nhiệt của quý khán giả, đó là mở tiếp một đêm nhạc gala thứ hai của My Soul 1981 vào ngày 27 tháng 3. Hơn 80% khán giả đã mua vé đêm 1 không thành công đã bày tỏ mong muốn chuyển vé đã mua sang đêm 2. Đó cũng là lý do khiến cho việc dù chưa chính thức mở bán vé, nhưng đêm nhạc thứ hai đã gần như cháy vé hoàn toàn trước giờ mở bán một số lượng hạn chế vé offline cuối cùng trong vòng 1 phút. Tuy nhiên, điều đặc biệt nhất của My Soul 1981 chính là việc phát sóng dưới hình thức vừa offline vừa online. Chính vì thế, dù không có cơ hội tận hưởng một đêm thật thư giãn ngay giữa Đà Lạt, khán giả vẫn có thể chill ngay tại nhà bằng cách xem chương trình được phát sóng trực tuyến. Hai đêm nhạc gala của My Soul 1981 tại Đà Lạt hiện đang thu hút đông đảo người yêu nhạc bởi hàng loạt điều đầu tiên, như lần đầu Mỹ Tâm tổ chức một đêm nhạc cá nhân ở Đà Lạt trong một khung cảnh thơ mộng và chill với những khách mời lần đầu tiên kết hợp cùng cô như ca sĩ Vũ, Thịnh Suy hay những cái tên quen thuộc với hàng loạt hit của cô như Đức Chí, Phan Mạnh Quỳnh, Khắc Hưng. Ngoài ra, không gian nhỏ, gần gũi, nên mọi người có thể chill cùng nhau với âm nhạc của Mỹ Tâm giữa tiết trời se lạnh càng khiến đêm nhạc trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết.